hai cùng đầu gì nữa mà ơi. À, điểm quà nữa anh ơi. Nó chơi. À, nó được chơi hả? Nó được chơi hả? Hai mua con mới này nè. Đấy à. Trả lời. Cảm ơn sao? Cảm ơn mẹ Ngọc. Cảm ơn mẹ Ngọc. Dòng ta lại. Dòng ta lại đâu? Đúng rồi. Rồi Ly đâu? Ly lên đây. Ly đâu? Ly nói sao? Đi mình con té. Thật bất đắc. Thật bất xúc. Ly nhỏ gì làm của lần cái quà về vui như hai như hồi. Nói. Dạ. Bây giờ con xúc mà nó mới cua được cái ô miếng ở đây. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ anh muốn coi quà. Ngồi đẹp đi. Rồi chiên xuống anh. Cái này của ba à? Của ba con. Của ba. Ba. Đưa đây hôm nay mọi người ơi, anh gái mình có gửi về đây tiếp tục hai thùng đồ, tiếp tục hai thùng đồ nữa mà bây giờ bà xã mình đang khui ra đây có tối gì em nghe. Sau lưng mình đang đang làm gì qua mọi người, đang bỏ một xốp đó đó. Wow, có kẹo có kẹo, đúng rồi. Có kẹo đó. Ở cái quần này này. Vô mở đi, cứ mở đi. Rồi mở ra coi cái gì đây? Cái này là sỉa răng hay gì đây? Sỉa răng nè. Trời đất ơi. Hôm nay sỉa răng của bạn ở đây là bàn tải. Wow. Cái này là bàn chải. Bằng chải nó răng đâu, đưa cho ông bà cô ba chú coi coi. Đó, bằng chải nó răng đó kìa. Rồi cái này. Cái này là bằng chải đánh răng. Bằng chải đánh răng để gì chứ chuyện. Đúng rồi. Đây là đồ lót, đồ lót ra đây. Ở đây còn ba đẹp của ba đây hả? Mấy dài mấy cộng? Hai cộng luôn hả? Mấy cộng. Trời, rất là dữ dằn vậy trời. Wow, hai cộng nịch của ông nội đây. Còn đây là đây là mọi người chắc nhìn mọi người chắc biết nè, đây là bảo gửi cà phê giùm nè. Đó, lát mình sẽ đọc ra cho mọi người coi nha, mình cũng chưa thấy luôn nhưng mà được rồi, để ba nói chuyện không mà cô chú đi ra nè, nè đưa bà nội cầm, biết là cái gì đó, biết lắm áo hức đại bữa giờ đây mọi người. Rồi được không anh, rồi đó bỏ qua bên đi. Cái này là hộp để đồng hồ. Để của anh cơ. Có hộp đồng hồ kìa. Trời đất ơi. Của bà Bảo. Đừng con. Đừng xén. Đẹp quá à. Đẹp không? Đẹp quá. Cái này gì cho anh phải không? Cái này là bằng để mình để cho cái đồng hồ nó mà nó mang á. Bỏ bên đây mà nó là mình để cho nó quay hoài. Anh Lăng Công hai chai nè. Giá trị ghê không? Cái đồng hồ. Rồi, ra đây nè. Là con. Nó mới thấy sự háo hức mà có nó rối quá luôn á. Ba đẹp quá ta. Đó. Đẹp quá mọi người. Màu tuyệt với màu mấy đôi dài luôn nè. Màu dài luôn nè mọi người. Hai cộng. Mình đi mua nữa, nó mua mấy cộng lận á. Thôi, đẹp hơn dữ vậy nè. Đợt này 3 tháng 1 mình thi vô thế này. Ngọc ơi, hai cái chai này là con bỏ bên cái thùng này nè, chứ không phải ông bỏ bên thùng kia. Đây nè, cái này của con mới đã nè, hấp dẫn nè. Để ra đi. Hai chai Lancôme để sức mặt à. Rồi, còn cái này cái gì đây? Ô, với cho mấy nhỏ trời. Mấy đứa nhỏ kìa. Mấy đứa nhỏ hả? Mấy đứa của mẹ, của ba, của thân. Rồi, cái này gì đây? Ồ, áo bà đó. Ồ, cái áo bà đó hả? Wow. Wow. Cái thùng đó bận mát đó bảo. Rồi vô mát mắt rồi à. Đã ba chồng vô thử coi. Rồi đúng rồi. Ba chiếc này. Này là của Ngân. Thì của mấy cái đồ lót giục qua bên đi chứ. Của ai? Của ngoại á. Ngoại gì đó. Bữa đi coi video Ngọc ơi nè. Ngoại ơi, ngoại coi video này ngoại có bún cho nước hoa ngay rồi bữa lên đưa nha. Ông không có xài mọi người ơi, khổ. Mà ông ngoại nhiều lắm. Ông không xài đó mà ông khoái vậy đó. Ông khoái ông dám ăn keo lại rồi cả nhà. Trời ơi, mới bữa trước đưa cho ông chai rồi đó. Nghe nè. Nghe ông nội. Đó. Đây cái nữa nè. Nghe. Quá đẹp, vừa y nha. Vừa y luôn. Bóp luôn đó. Bóp luôn đó. Vừa y. Wow. Ồ cái này sao dày vậy ta? Đẹp quá ha. Đẹp luôn, hơi dày không? Cái này ở đây mặc lên. Đây. Đây nóng mà. Wow. Đó. Mọi người ơi, quá trời luôn nè, giấy quá trời đồ luôn nè. Thấy đây nè, đó, mua cho mình, cái mẹ. Cái giỏ nào vậy ta? Quê. Cái gì
sạc gì cho anh đi nè. À chắc đi sạc của cô. Cô có cái này đánh không? Răng cả nhà, kem nước răng với bàn chải đánh răng để cho gia đình xài. Trời Ngọc ơi, chi đáo quá, lì lì hai cái này cho ba cho anh thôi. Ồ đây rẻ quá, 2.99 cho thuế vô nữa là 3 đồng mấy, khoảng 70 ngàn chai rồi. Của mẹ của Ngân, nhớ mẹ với của Ngân nè. Body hair fay luôn. Body hair fay luôn, 3 trong 1 luôn. Trời ơi, Bali bên sình dớ quá trời luôn. Bớ. Là giống mẹ với Ngân. Mẹ Ngân nữ. Còn này. Của Nam. Ủa, bớ có bông ba nè. Có bông mẹ tưởng là của à, không. Mẹ nam nữ ta. Đó, cái này cũng nữ luôn. Nữ luôn hả? Nữ luôn. Em coi sao nó thấy nữ luôn, không phải nè. Mọi người ơi. Kẹo. Ô, áo mẹ đẹp. Đây ơi, cái nến răng với kẹo đó mà kẹo. Kẹo mà. À. Bỏ áo mẹ đẹp cũng bóc. À. Lấy đi cái áo này đẹp nữa nè. Để mẹ mặc thử nha. Kẹo. Thử thấy là đẹp. Ăn. Kẹo đâu? Cả nhà coi thử nha. À đây là áo lót của ba nè, áo trong mặc trong nè mọi người. Ồ. Dữ à, thích bay biết ba thích bằng vậy á. Mấy cái luôn á hả? Trời ơi. Cảm ơn con nhiều lắm anh gái ơi. Đây nè, ba thích này lăn cơm rửa mặt cho thân với mẹ nè. Ba thích nhất là cái áo lót ở trong nè. Ba bảo. Nó nhìn này biết luôn hả? Mẹ xích không mẹ? Quá. Ồ vừa đây luôn. Ở nhà ơi. Nhìn gái mua áo bằng mẹ con á. Rồi gái là tiếp đi. Đây, áo rồi, áo này rồi. Áo CK. Biết rồi. Nhưng mà ê, áo con nội nữa đây nè. Áo con ba nữa đây nè. Quá luôn, thức con nội quá trời luôn. Ừ, đúng này ta. Ăn Ngân mẹ thích cái áo có cái tay vậy nè Ngân nè. Dạ. Nhưng mà màu này nhìn đẹp quá ghê đó. Đâu, tiếp theo ơi, dở lên đây. Áo này là của mẹ luôn nè, phải không? Mẹ của em, của em á. Đây, để rồi Ngân sang lại cho mọi người coi. À, áo của Ngân nè mọi người, màu hoa, rồi ngồi ngay chỗ cái ánh nắng chiếu dội vô. Quá đẹp mà. Đẹp mà. Cái này, bạn biết cái chân váy đứng đó đi con. Tiếp tục. Thì hôm nay nhà mình vui giống như đúng là được vui như sống Tết luôn á. Nên nhà mình thật sự luôn, từ xưa giờ Tết không bao giờ đi sắm đồ mọi người. Đây, thật sự luôn. Đúng rồi bà. Wow. Mẹ đó. Ui sao mang dép vô đây? Này áo sơ mi của ba nè. Không, của Ngân á. Rồi. Đây áo sơ mi của ba nè. Ồ, áo sơ mi của ba nè, đẹp không? Trời ơi, đẹp ơi. Áo của anh này có. Đây, qua lá cạnh này chắc của anh rồi, không có ai mà hả? Vô đây được nữa hết trơn á. Qua lá cạnh là của mình đó mọi người. Đúng rồi. Lại đó. Đây, thầy ai biết của ai thì cứ hơi đó, ai vừa ai ấy thôi. Áo của con nè. Trời ơi, áo gì mà mua gì à, mày mua cho chị mày áo mấy cái áo ngắn ngủng ngắn ngãn không mày học. Ngắn quá. Hở rúng ở đồ là anh không chịu nha. Rồi đây, áo thun của ba nữa nè ba. Này của ba, cái này của ba. Mấy cái này là của ba màu. À, bên xin, bên xin. Của con, của con á. Đây là cho con xình ly rồi nè. Nè quần này nó quần nữ rồi, của con trai nè mà hơi gỡ đại nè. Trời đất ơi. Mấy con người đau quá ai luôn á. Đây tiếp tục còn cái áo thùng. Sắc nát. Mẹ thương chí này nó mua áo đẹp con dễ thương không luôn á. Mẹ thích không á. Cái nào thấy cũng dễ thương. Ủa cái màu này con nhớ mày có con gái mà hả? À, không, cái kia, cái sọc khác. Cái sọc tím tím đi vậy nè. Sọc xéo, còn cái này là sọc ngang. Cái nến mẹ hả? Tím hoa xin. Có mua cho mẹ ba cái áo tay dài luôn. À, ông nội dẫn hai nhỏ lên nè mọi người ơi. Con mẹ bớt. Nghe bảo người sọc. Quần sọc mày mở mọi người coi này. Đó, đi đây ông nội có thêm cái quần sọt nữa rồi đó nha. Ừ, ngon quá trời rồi, làm sao ta. Này á, là ba bận nhất, mang với cái đường mội. Ừ. Vừa y luôn rồi, mang cái áo thun cắt. Với này ông nội có cái đôi giày mội nên là ông nội có mấy quần sọt này bận khỏe rồi. Đó ba quần gì? Chết cha, cái này cũng vừa rồi. Nó ngắn quá hả? Không phải, bây giờ tay con nhỏ quá. Đúng rồi, cắt cái dây nó ngắn á. Đừng có kéo. Chết cha.
Đáng lẽ là cái này mình bỏ vô đi nè mọi người ơi, nhưng mà vừa nó ngán quá vừa ra thôi mình bỏ không vậy. Anh lấy cái ớt khác được không? Lấy cái này mà nó không bỏ không vậy nó cũng quay. Nó miếng nó quay thì tự động lắc được rồi. Để không cũng quay không? Để không quay chứ thì vậy là cái này nó bự hơn cái tay mình, cái tay mình nhỏ quá đi. Cái cường của thằng đồng hồ kia kìa của em rồi. Cái cục khó là cái cường bằng với cường của anh á. Không phải, ý là cái này để mình để cái này cái kia để mình chi. Wow. Bỏ áo này của con nè. Rồi. Mình thử đi. Nó có hai cái sọc thể thao. Wow. Thể thao. Rồi, okay. Thử luôn nha. Né qua bên, cởi cái áo qua luôn nè. Đây, nè. Wow. Đây, hai ông cháu ba. Hai ông cháu sáng ngày sáng. Đúng rồi. Okay. Okay. Đó, vừa luôn nè, y luôn. Y. Y luôn á. Cái thùng này mặc nó mát lắm. Mình xin có mấy cái quần này dễ thương không anh? Mẹ đó. Mẹ. Mẹ. Đó. Ừ, đủ. Ừ, khó tìm lắm luôn. Mẹ của mẹ luôn nè. Đúng rồi. Áo sơ mi với áo sơ mi của con. Mấy quần của ai ạ? Của mi chìm nè. Wow. Lửng của mẹ. Trời ơi, bảo mặn quần này dùm cho bảo. Thì đó, cứ để đây chút sửa lại. Này. Mẹ với ba chứ mẹ quá. Mẹ nhà này của ba luôn nè. Ông nội, cái quần này là ông nội đi cắt lai lại đi. Đi lên chó cô trên nhà cũ mình á, đo cắt lai lại. Ừ, xinh không? Một khô lồ rồi mọi người. Chỉ có dài thôi. Ừ, không? Rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chắc đồ ăn cay quá. Dồn hết lên đó rồi mà còn ngồi. Nè, áo trên đi ăn của xinh nè. Anh. Rồi, nó thấy cái quần này nè. Áo hơi bự rồi. Nè. Mặc quần quá buồn. Bảo. Nó thấy cái quần này đẹp muốn mua cho mẹ nhưng mà chắc size nhỏ rồi. Không có nghĩ vậy, con để vừa. Ồ, này có ngăn thôi chứ mẹ không vừa rồi. Chắc ngăn à. Ừ. Này chắc cũng ngăn nè, vừa không? Ừ, không thì ngăn bận đẹp thì ngăn rộng. Ngăn chắc hơi rộng á. Hơi rộng thôi nhưng mà vừa ấy cho mẹ là thua rồi. Này mẹ thua. Mà đẹp ghê không? Để có mùi rồi, chữ đẹp. Này ơi. Cái áo. Áo thời trang nữa. Lựa cho mẹ áo thời trang. Làm gì mẹ lớn tuổi mà chơi ngắn vậy. Cái này chơi Michael Kors nhiều dữ. Đây là mấy cái khăn để trong nhà bếp thôi cả nhà. Khăn để nhà bếp. Cái thùng này á. Ồ. Oh, áo của mẹ luôn. Rồi. Hết rồi chưa? Quá vui, quá vui. Đó hả? Hết bài ra luôn. Mẹ hết là dùng cái thùng ăn bên. Dùng cái thùng ăn bên. Ừ, để có món quà anh, cái đồ ăn cuối là anh đi anh mới cái này tới cuối là mình đã khui cho mọi người rồi, mình cũng chưa biết nó ra sao, mình chỉ thấy trên mạng rồi Ngọc có nói cái này order thôi, mua thôi, đã quá luôn, mình lần đầu tiên được đời sắm được món này, mình nói là gọi là dùng cái từ là hàng xa xỉ. Mấy cái dây nịt của ba chắc phải đem cắt bớt không? Để mà ba thử cái đã nè, mình phải thử chứ mình không có đục lỗ với các chị. Ừ. Mấy cái dây nịt hồi trước cũng vậy, Ngọc hay gửi về cho anh Bảo. Cái dây nịt nãy mình đi ra đo thì mình phải ra tiệm dây nịt rồi hả? Cắt đo. Mấy đục cái lỗ của ba đục lỗ. Ba được hai cái lóc áo cái này chắc thị qua chứ ba cái đỏ. Ừ. Thị qua rồi. Ô, cũng áo còn nhiều lắm anh ơi, không làm gì cho hết luôn á. Tắt cái chuồng cái rồi cứ mở đây cho mọi người coi chỉ vui chia sẻ áo này con đây áo cho mẹ nữa nè. Ừ. Mẹ hơi êm đi ha. Ừ, mẹ chưa à, cái này cái áo cũng cho mẹ luôn mẹ mấy vải đẹp lắm mẹ nha. Giờ ba êm lắm quá trời sớm không có đâu này ba được không mẹ này mẹ luôn ba nè. Nè ba nè này mẹ luôn mấy cái size này là của mẹ hết nè. Đúng rồi mấy cái size style này là anh cầm cái này của ba cái này của mẹ hay chồng với nhau sáng đi ăn sáng ủa nhớ Ngọc cũng có cái loại cái này đó mà cũng em của anh đây nè đúng rồi dây nịt nữa nè anh đó rồi ba muốn xị nịt ba được hai lóc áo thun bận trong là ba thích nhất. Nó cũng nâu rồi, sao nó chọn vào trong nâu không ta? Chân ly bên sần.
thuộc ai đây mẹ luôn nè. Dạ. Trời ơi mẹ không, chuyến này mẹ không. Cái đầu thì có mẹ nữa. Nó nói là cháu đã năm mấy rồi. Đâu rồi, không rồi cho mẹ. Mẹ cháu luôn mẹ. Cái đầu mẹ luôn. Đồng nó ra. Wow, cái hơi nhỏ rồi, chắc ngân bằng áo á chứ gì. Cái đầm này không, nhỏ. Cái này nhỏ thì bởi bóp lưng thôi chứ cái này nó đâu có eo đâu, nhắn eo. Áo suông. Không, cái form áo đen này con nghĩ vừa với mẹ, mẹ thử không? Thử cái để mà một đêm bữa nào mẹ mặc thử. Còn áo này thì con thấy hơi nhỏ. Đây, áo của ba nè. CK áo của ba nè. Trời ơi, gái chuyến này dữ dội quá ha. Mua cho mẹ quá trời luôn ha. Kệ đi mọi người, ba mẹ mình cũng lớn tuổi rồi. Đây, đặc biệt đó nè. Đó, tốn tiền đây chứ không phải đặc biệt gì hết trơn. Wow, cái bóp hiệu Burberry mọi người ơi. Đẹp ghê hả? Nhìn vậy chứ tốn tiền lắm nè. Bắt hai cái luôn nè. Đầu này tin sóng truyền hình không mà nó đòi hả? 283 gần 300 đô mà. Cái da nó rất là đẹp. Còn mình còn một cái bóp 5 độ gì để cho nữa. Mình cũng chưa biết, cái này chắc mình để đây cho thầy, cái kia hư rồi mình lại xài chứ còn. Hiện tại cũng chưa có nhu cầu để xài. Mình cứ cắt thôi. Hai cái như nhau. Hai cái như nhau. Rất cười lắm, chị em nói vui, xong tới hồi anh Bảo live stream mẹ. Bạn đi vô đó, anh Bảo ráng bán hàng nha, trả tiền mua bóp cho ngọt. Trả tiền mua bóp, vậy cái chứ. Trời ơi, Vincent Bali mà thấy cũng rồi, xuống đây, xuống đây. Chị ơi, quà này chị ơi. Chị ơi. Dạ. Khoa này chị ơi. Ô. Ra 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 để đi mua pin mới được. Còn nữa thì giờ giống như moi giống như là đi tìm bóp con này để còn. Con tới đây kìa, xài này. Đã không phải không? Không phải còn không phải nhỏ. Tôi xả có ba cái gì mệt mỏi vậy? Bây giờ phút cuối là mình sẽ đập cái này á, lại làm mấy cái đồ cũ của chay về để cho mấy đứa cháu nhà nên là thôi không có đưa ra. Vì cho đứa nào mặc được mặc thôi được. Còn đây là cái món quà, món đồ của mình gửi mình mua nha. Đây là một cái sự hiệu hơn mẹ nha mọi người nha. Mình sẽ cưa quà nha, mình thấy gần gần sắp sắp với mọi người. Tặng cho vui nha. Đây là ba bóp nè ba. Bóp ba nè ba. Wow. Dữ dằn dữ lá. Tên 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 tên. Tên 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 tên. Có ba thôi nè. Tên 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 tên. Thì cái này là chắc là giấy bảo hành quá, mình giỏi lớn mình thương không biết chơi đồ xa xỉ luôn, không biết cái này là cái gì, chắc bảo hành quá. Cái thẻ này chắc bảo hành toàn cầu quá. À cái giá, đây là cái giá. Quả ba. Quả ba. Đây là cái giá rồi cái. Đó đi bà phàm là cái gì nữa? Cái gì đấy, Hermès Boutique, tức là cái cửa hàng của Hermès ở trên toàn thế giới rồi chắc. Đẹp quá, bởi cái đồ nào cái đồ nào là có cái giá trị của cái món đồ đó. Không, cái này mới kẻ, cái này là sự chi mịt của ba. Nói cho biết tôi có gì vậy đi. Cái này giữ lại để mà bảo hành. Đúng rồi, đúng rồi. Bảo hiểm. Vậy là còn đồ nữa, còn đồ kẹo đồ của mấy đứa nhỏ nữa nè. Ba hả, cảm ơn nha. Unboxing. Bum 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 bum. Trời ơi, làm gì mà ấy dễ sợ không? Wow. Cái này là cái mặt nè. Bởi nó làm giá trị ghê không? Dữ. Ôi. Cái mặt của mặt biểu tượng chữ H. Make in France luôn nè mọi người. Nè, con nữ đây, nè. Con, mẹ con nữ đây. Ôi, hồi nặng ghê ngang. Yeah. Đây là sợi dây nè, nặng như này. Trời ơi, có cái đi đồ nè. Có từng cái túi đi, bỏ từng món đồ. Con xem coi hả? Trời đất ơi, mẹ cho con xem coi rồi, xem đi. Con thấy thì sao?
hai đầu. Thấy nặng hả? Ủa sao không được? Ờ, cái này màu nâu. Cái màu đen. Bỏ mà cái dây nịt này là mình xài hai mặt được phải không bỏ? Dạ được bạn. Đưa ba. Cảm ơn nha. Hai mã. À, có hai cái mặt. Ơi. Đó. Không nổi đâu. Rồi mình dầm vô vậy. Nước mẹ ở đây. Dữ dội ha. Đẹp ha. Quá đẹp. Quá đẹp quá mọi người ha. Rồi có loại mà sọc của ấy mà sao cũng không được. Cái dây này thứ của đi huynh phải không con? Đúng rồi. Đi huynh có một cái nè. Mình khui hàng luôn mình cho mọi người coi nha. Để mình né ra mình rút cái xe lịch cũ mình né ra. Ôi. Chết ta nghe con nghe. Cái nhà coi á, cái đồ có giá trị cho nên họ để từng món đồ, từng cái túi nhỏ giống như vậy. Vừa sợ không vừa nhưng cuối cùng vừa. Con có thích cái đồ chơi mẹ Ngọc cho không? Trần. Con thích đồ chơi mẹ Ngọc cho không? Con đem lại khoe em bà cô chú đi. Đây là mọi người. Vừa y luôn á. Trời ơi vừa y luôn. Đẹp quá đẹp. Lên cho cô chú coi xem nào. Sợ nó hơi ngắn nữa. Hơi ngắn nhưng mà vậy cũng được. Nó qua một nút. Hả? Nó qua một nút nữa một kỳ là được thôi. Cái này là nút 1. Ví dụ như cái chó của mình. Ớn quá mà mình sợ lắm. Một cái đoạn dây này mà nó dài quá thì nó mình cắt đi nó không đẹp. Ừ. Mà nó ngắn thì ok vậy là ok nè. Vậy ok nó không bị bung cái áo. Đeo hơi mệt mà mặc qua mặc quần tầm 7 thì Việt Nam. Có dây nịt hơi mệt phải tốn thêm tiền nữa hả? Khổ không? Tốn tiền phụ kiện nữa. Đây tôi phụ kiện giày quần áo mọi người ha. Chơi đồ giá sĩ mệt quá. Cái này hôm nay mình chia sẻ thôi nè mọi người nha. Đừng nói mình đấy cuộc đời mình lần đầu tiên 30 mấy năm mình mới bỏ tiền mình mua được một cái phụ kiện nó đắt tiền như vậy. Nên đây mình chia sẻ cho mọi người chơi thôi, cũng như được cho mọi người chia sẻ cái niềm vui với mình thôi nha mọi người nha. Mọi người đừng có nói em khoe khoe của khoe khoang gì tội nghiệp em lắm. Thì đây là sữa hả? Anh cũng lần đầu tiên em đập hộp cái này của con hả? Nên là cũng còn hơi quê mùa, em quê mùa lắm. Đây nè mẹ với con nè, cái này mẹ với con xài nè. Còn này là của ba với mình Bảo, còn của ba Ly với sừng nè. Wow, quá đẹp. Này gì bảo? Cái đó cái sạc của sạc, cái cắm điện mà. Ông chú. Tại cái vòng đồng hồ anh bảo đeo á. Cái này là ông ngoại vui nhất. Ông ngoại vui nhất. Thôi rồi cái túi rồi. Giá trị ghê. Ôi trời. Trời đất này, cái này là Tết dành cho Tết thôi mọi người. Nhờ ông nội đi, nhờ ông nội đi mua giùm pin đi. Rồi xin đi lên lấy cho em gì con? Sữa. Không nổi đi mua giùm giùm. Nó phải ơi. Không nổi đi mua giùm xin mấy cục pin đi không nổi. Đúng rồi. Con ôm lên đi con, cứ cảm ơn mẹ Ngọc. Thôi tất cả đi cho con được chơi. Tới dục luôn rồi thôi rồi. Cái bóp là con cần phải giữ cái bao luôn à. Giá trị nó nằm ở chỗ cái bao mới. Anh Bảo á. Hồi xưa cái bóp của con tặng mình xài mấy năm. Xong tới hồi năm ngoái cái bóp về cũng xài năm mấy mà còn mới nguyên ha. À. Mới nguyên luôn. À, kìa nó sạc pin của ba kìa. Cho nên cái bóp này là chờ khi nào hư hoặc đi đâu mới xài nè. Rồi thôi. Hôm nay thì cái video đập thùng này thì nói chung là cái này, mọi người thì mình biết là mọi người rất là thích những cái video đập thùng của hàng quà về á. Mua pin không? Mình dạ, mua những cái pin con. Cái là hả? Pin tiểu thôi, pin bao bọn mua exerciser á chứ đừng có mua pin con ó à. Pin tốt á. Con mua mấy áo kiểu giống vậy là đúng ý mẹ luôn. Ngọc ơi mẹ thích quá. Không có. Không có. Ba A không có. Thích cái áo tay. Có cái tay dài mà có cái nhúng nhúng cái tay vô vậy nè, mẹ thích vậy nè. Này nó có một cục gì trong đó, có một cục rất màu vậy. Rồi thì đó là em chia sẻ với mọi người những cái video đập thùng quà về quà Tết cho vui, những cái gì mà gia đình nãy giờ mình chia sẻ nè. Ba coi giờ nè con nè ba. Trời nãy giờ ba chưa thấy nữa. Chưa thấy luôn. Tiền mặt của đó. Wow. Trời mềm quá, mềm mại luôn. Dạ. Dạ. Ôi, con thích quà Tết con tặng cho ba con tặng. Cái này kể đi. Ba đây thử đây. Không. Đây thử đây. Kể đi chứ ba nhờ. Ba có ba. Ba có ba cái rồi. Cái này thử cái nó hợp không thôi.
ai đeo cũng hợp bảo. Ai đeo cũng hợp. Ai đeo cũng hợp hết á. Xích vô cho mọi người coi. Xích vô. Đó ba đeo vừa y. Vừa y luôn á, ba là vừa y luôn nè. Tại vì á con thì nó hơi ngắn nhưng mà cũng được. Để con đeo cái tết đi rồi con tặng ba rồi con mua cái size dài hơn hả? Dạ. Đúng. Ba là phải mua qua giùm cái chiếc xe. Đọc thấy video này chuẩn bị ha. Ba đeo vừa y. Mình nữa không tặng ba cái kiếm nữa, tức là chú Tám cầm về. Nhưng mà chú Tám cuối cùng về không được, chú Tám mới quay ngược về Mỹ. Bây giờ phải nhà chú Tám gửi qua Ngọc để Ngọc gửi về. Cái kiếm hiệu Catcher cũng rất là đẹp mọi người. Pin nhỏ phải không? Dạ. Đây ba. Pin này hả? Dạ. Ba bị cầm theo mới đo được sai đấy. Rồi thôi mình cũng kết thúc cái video đây nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Cũng như là đừng có ném đá em nha, em thật sự là cũng muốn chia sẻ cho mọi người chơi cho vui thôi chứ còn... Không bye bye. Bye bye. Đây là lần đầu tiên em muốn quà đánh giá em rất là vui. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.